Ngày 27 tháng 3 năm 2023, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện, 37 tuổi và đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba. Tuy nhiên, sau phần thủ tục, do nhiều luật sư vắng mặt, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo. Cũng theo Hội đồng xét xử, các luật sư đề nghị hoãn phiên tòa vì chưa có thời gian tiếp cận hồ sơ và bận phiên tòa khác. Đây là lý do không chính đáng. Hội đồng xét xử quyết định phiên tòa sẽ được mở lại từ ngày 8 đến 19 tháng 5. Tại phiên tòa lần này, bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, có 6 luật sư bào chữa, song 3 luật sư vắng mặt. Ngoài ra, một số luật sư của các bị cáo khác cũng vắng mặt không có lý do. Phát biểu quan điểm, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc vắng mặt của luật sư, bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử, cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo. Do đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa. Một số bị cáo cũng đề nghị được hoãn phiên tòa. Ngược lại, về phía các bị hại đề nghị tòa tiếp tục làm việc, nhiều bị hại đã cất công đi từ tỉnh Đồng Nai lên Thành phố Hồ Chí Minh để có thể kịp dự phiên tòa. Trong vụ án này, có 18 trong số 23 bị cáo ở phiên sơ thẩm cùng 97 bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có đơn kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Thái Luyện và vợ là Võ Thị Thanh Mai kháng cáo kêu oan. Các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ông trùm một thời của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba là Nguyễn Thái Luyện cho rằng không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng. Theo bản án, năm 2016, bị cáo Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Tiếp đó, ông trùm này thành lập 22 pháp nhân, giao cho người thân và nhân viên đứng tên. Cơ quan chức năng xác định bị cáo Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm rao bán 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận. Các công ty này đã tự ý phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối để bán cho hàng ngàn người. Như báo Thanh Niên thông tin, cuối tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai là giám đốc tài chính cũng là vợ của bị cáo Luyện lãnh án 20 năm tù về tội lừa đảo, 12 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thái Lực là em trai bị cáo Nguyễn Thái Luyện bị tuyên 27 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh cũng là em trai Luyện bị tuyên 17 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 10 đến 19 năm tù. Riêng bị cáo Huỳnh Kim Thắng là kế toán công ty Alibaba bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Tại phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị cơ quan điều tra các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận có dự án ma của bị cáo Luyện cần làm rõ vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tách thửa đất nông nghiệp. Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm buộc vợ chồng bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bị hại hơn 2.400 tỷ đồng cho hơn 4.500 bị hại mà các bị cáo đã lừa đảo. Tòa sơ thẩm còn buộc bị cáo Võ Thị Thanh Mai phải nộp lại gần 12,2 tỷ đồng từ hành vi rửa tiền để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại.